शरणं गच्छामि संघं शरणं namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa con xin hết lòng thành kính làm đại đức thích tôn ngài là bậc ứng cúng cao thượng được trong hoài chân biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thầy giáo lý hôm nay sư xin bỏ túc về câu hỏi của trường sinh như thế nào gọi là pháp hay là gọi là pháp bảo. Cùng với câu hỏi này sư cũng giải thích thêm về quan pháp. Quý vị đã lãnh hội về lý thuyết cũng như sự thực hành như thế nào là quán thân, như thế nào là quán thọ, như thế nào là quán tâm. Ngày hôm nay vì có câu hỏi như thế nào là pháp bảo, như thế nào là pháp quy pháp, thì nhân dịp đây sư giải thích về quán pháp. Chữ pháp tiếng Pali gọi là Dhamma. Cái chữ Dhamma này khó mà dịch, tiếng Pali rất là sâu rộng, nghĩa rất là nhiều. Vì vậy các nước khác ta thường đã dùng là Dhamma, nhưng chúng ta đã dịch là pháp rồi, chúng ta niệm là quan pháp. Sự thật nếu mà chúng ta dùng là quán Dhamma thì đúng hơn, nhưng mà chúng ta đã dùng danh từ là pháp rồi. Vì danh từ khó dịch, vì vậy đôi khi danh từ dẫn để nguyên như vậy. Đôi khi âm hay gọi là âm như thế nào, cũng như tổ khi mà tới chùa về Phật tử, trước khi lại Phật đi chung quanh chánh điện và đi ngang tổ, là vì thấy tổ thì tổ đầu tiên danh của ngài là Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một cái chữ âm. Như vậy nếu mà tiếng Việt mình Bồ Đề cũng không có nghĩa, mà tiếng Hán thì có, Đạt Ma thì mình không có nghĩa, mà trong chữ Hán có, đó gọi là âm. Bồ Đề giải do tiếng Pali gọi là Bồ Thí, Đạt Ma gọi là Dhamma. Như vậy các nước khác họ gọi danh của ngài gọi là Bồ Thí Dhamma, người Mỹ gọi là Bồ Thí Dhamma, còn mình là Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy Đạt Ma gọi là tiếng âm của Dhamma, và tăng sẽ kết đọc là Dharma. Như vậy, cái nghĩa rất là nhiều. Như vậy chúng ta chỉ hiểu chữ Dhamma là tất cả gì cũng Dhamma hết, là Đạt Ma hết. Vì Đức Phật Ngài khuyên trong 45 năm là Đạt Ma hết, là Dhamma hết, là Pháp hết. Như vậy cái gì cũng là Pháp, cái gì cũng là Pháp. Bây giờ Đức Phật thuyết Pháp cho ai nghe? Đức Phật thuyết Pháp cho người nghe và thuyết Pháp cho chư thiên nghe. Đó là hai hạng người đó được nghe giáo Pháp của Đức Phật. Vậy thì Đức Phật Ngài thuyết ở cõi người với cõi trời khác nhau như thế nào?
thầy Đức Phật thuyết tại cõi người, ngài thuyết về kinh và luật, kinh về câu chuyện cũng như hàng ngày như vậy đó, còn luật luật lệ nghĩa là nhân quả. Như vậy luôn luôn trong 45 Đức Phật ngài thuyết về kinh và luật ở tại thế gian này. Sau năm thứ sáu Đức Phật mới lên trên cung trời Đao Lợi để độ vào Phật mẫu, thì Đức Phật mới thuyết gọi là thuyết luận tam luận, tiếng Pali gọi là Abhidhamma, khi mình âm là A Tỳ Đàm. Vậy tất cả kinh và luật, kinh luật luận gọi là Dhamma, gọi là pháp mà Đức Phật thuyết cho chúng ta nghe người và trời. Bây giờ tới cái mục đề mục mà chúng ta niệm gọi là niệm pháp. Chúng ta đã niệm thân, đã niệm thọ, rồi tại sao bữa nay chúng ta gọi là niệm pháp? Như vậy thân khác nhau với thọ, thọ khác nhau với tâm, và tâm khác với pháp như thế nào? Và thưa xin giải thích thêm. Khi Đức Phật thuyết cho chúng ta nghe và chúng ta gặp con người, thì con người có danh và sắc, đó là một cái chữ tiếng Pali gọi là Namarupa. Danh sắc cũng là một cái chữ khó hiểu nữa. Như vậy thủ quỷ sắc pháp. Về cái vật trên thế gian này, loài cây cỏ vô tri vô giác cũng như loài người chúng ta mà có sắc và hình dáng như vậy gọi là sắc pháp. Còn bây giờ danh chỉ là tâm. Như vậy nói là tâm cũng có hiểu nữa, và là thân và tâm. Thì trong tâm nó có tới ba phần tử của tâm, gọi là tâm vương, tâm sợ. Như vậy tâm vương, tâm sợ, thì trong đó chúng ta thấy, nếu mà chúng ta chia ra làm năm thì chúng ta sẽ thấy thêm nữa, nào là thọ tưởng hành thức. Như vậy đó gọi là tâm. Như vậy cái thân là thân, về tâm thọ tưởng hành thức. Về trong thân nữa, khi chia thân thì nó còn nhiều nữa, thì không gọi là thân, thì bây giờ gọi là tứ đại trở lại. Như vậy bắt đầu chia ra, không còn là thân. Như vậy trở lại cái đặc tánh, bản chất của con người, đó gọi là pháp bảo. Như vậy, người hành giả, hành thiền phải thấy pháp bảo, chứ không phải là thấy thân. Vì Đức Phật ngài thuyết pháp. Như khi nào chúng ta hiểu pháp bảo rồi, mình hiểu giáo lý Đức Phật, nghĩa là giác ngộ theo lời của Đức Phật dạy. Người hành thiền ngồi thiền để thấy pháp bảo, không phải thấy gì lạ. Chứ pháp bảo là gì? Chúng tôi nói hồi nãy, pháp bảo là danh, là sắc, là con người. Vì tôi thấy con người tôi đâu có giác ngộ, thấy con người cái danh, cái sắc tôi đâu có giác ngộ. Tại sao? Vì thiếu cái sự quán niệm. Theo cái trí nhớ thấy cực tuệ mà Đức Phật còn dạy thêm nữa, như thế nào là quán niệm. Vì vậy mới có lớp gọi là lớp quán niệm ngày hôm nay. Bây giờ nói về vấn đề quán niệm, chúng ta là quán qua hiểu, như vậy gọi là quán thân. Một cái khối.